Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin thời tiết ngày 16 tháng 2 năm 2024 trên chuyên trang Dân Việt Media của báo điện tử Dân Việt. Khu vực Hà Nội nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất 21 đến 23 độ. Khu vực phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, riêng khu Tây Bắc 13 đến 16 độ, nhiệt độ cao nhất 22 đến 25 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi trên 26 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, đêm và sáng có mưa nhỏ rải rác, sau có mưa vài nơi, gió nhẹ, đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 16 đến 19 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ, nhiệt độ cao nhất 20 đến 23 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào rải rác, gió nhẹ, phía Bắc đêm và sáng trời rét, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 22 đến 25 độ, phía Nam 26 đến 29 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 22 đến 25 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 26 đến 29 độ, phía Nam 29 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất 30 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ có mây, đêm có mưa rào vài nơi, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi có nắng nóng. Gió Đông Bắc đến Đông cấp 2 đến 3, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất 32 đến 35 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Vừa rồi là những thông tin thời tiết đáng chú ý trong ngày. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong những bản tin tiếp theo.